Vào khoảng 21 giờ 20 phút tối qua trên quốc lộ 38B, qua thôn Đặng Cầu, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong. Ngay sau đó, phương tiện được cho là gây ra vụ tai nạn đã rời khỏi hiện trường. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hưng Yên đang truy tìm người và phương tiện gây ra vụ tai nạn, đề nghị quần chúng nhân dân cung cấp thông tin liên quan đến vụ tai nạn này. Nạn nhân đã tử vong là cháu bé 7 tuổi, trú tại thôn Tạ Thượng, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động. Được biết, trước khi vụ tai nạn xảy ra, cháu bé cùng mẹ đến chơi tại quán nước gần vị trí tai nạn. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu tại hiện trường, lực lượng chức năng cho rằng cháu bé bị tử vong do va chạm với phương tiện cơ giới. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hưng Yên đề nghị quần chúng nhân dân cung cấp thông tin liên quan đến người điều khiển và phương tiện gây ra tai nạn theo số điện thoại 0913 024 738 hoặc 0979 875 339. Bên cạnh đó, cũng kêu gọi người điều khiển phương tiện gây tai nạn sớm ra trình báo cơ quan công an để được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.